Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục review cho các bác xem một cái mẫu loa đến từ thương hiệu BIK, nhiều anh em hay gọi là Bát Bích đấy. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác mẫu loa Bát 25 các bác nhé, 2 tấc 5 đến từ thương hiệu BIK. Đây, hôm nay các bác xem nhé. Vì nhiều anh em hỏi là có cái dòng loa nào mà bát hàng của nó tương đối chất lượng không, mà côn nó lớn mà giá nó lại phải chăng. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu đến cái mẫu các bác cái mẫu này. Cái mẫu này thì của nó, giá của nó em báo giá luôn cho các bác này. Giá của nó là 900 một đôi. Nhưng các bác 900 thì thực ra nếu như bảo là bát 25 mà dòng này thì của nó thì rất rẻ đấy. Các bác có thể tìm hiểu trên mạng những cái dòng mà bát Bích này của nó ấy, thì là rất là đắt. Đây các bác nhá. Đệm của nó là đệm giấy này, chứ không phải đệm mút, đệm giấy này. Đặc biệt cái này em muốn nói với các bác là đặc biệt là cái côn này của nó rất rất lớn. Côn của nó là côn 65.5 các bác nhá. Đây, các bác để ý không? Em có thể quay gần vào một chút cho các bác xem nhá. Côn của nó là côn 65.5, tức là cái côn rất là to đấy, chứ không phải là nhỏ đâu. Trừ những cái dòng loa cao cấp của IEL hoặc là dòng của ấy, thì dòng IEL hoặc là dòng của Mary á, thì nó có dòng xương đúc từ 170, côn của nó là côn 75. Đấy là dòng, đấy là dòng lớn nhất của Bát 25 rồi, nhưng đấy, nhưng mà giá của nó thì triệu 7 hay triệu 8 một cặp cơ. Như đối đời dòng này nó chỉ có thua một chút thôi, côn của nó là côn 65, là tức là côn tương đối to cho dòng Bát 25 rồi, mà giá của nó có 900 một cặp thôi. Thì là mà chất lượng của nó thì em riêng những dòng này em cam kết chất lượng cho các bác nhá. Dòng này của nó thì nghe nhạc với lại nghe nhạc với hát karaoke thì cực kỳ hay luôn. Con này em cam kết chất lượng luôn, nếu mà không hay em cho các bác hoàn lại loa, hoàn lại em hoàn lại tiền. Riêng dòng này nó vì nó chất lượng của nó được khẳng định rất lâu rồi, vì hàng này thực ra là em không có thời gian review hết cho các bác tất cả mẫu loa em có, nên là nhưng mà nhiều khi là thi thoảng có ai hỏi ấy, thì là em mới lại nhớ ra, em mới lại quay lên mạng cho các bác xem thôi. Chứ còn đâu thì mẫu này em bán mấy năm nay rồi và lắp rất rất nhiều rồi, có thể lắp đến, nếu mà từ điểm này nó lắp đến hàng nghìn đôi rồi, nên là mình biết được là cái chất lượng nó hay đến đâu, nên là em có thể là mạnh dạn là cam kết về chất lượng cho các bác, để các bác yên tâm cái việc là mua cái đôi bát này về lắp là nó như thế nào. Công suất của nó thì khoảng độ đây, công suất đây em có rồi, công suất từ của nó phi 140 các bác nhá. Côn của nó côn 65.5, 4 lớp, trở kháng 8 ohm, độ nhạy của nó 92 dB. Và công suất nhà xuất đưa ra maximum của nó là 450W. Nhưng mà em nghĩ con này không đến 450W đâu, con này nó khoảng độ 350W thôi. Nhưng mà 350W thì nó rất là lớn rồi đấy các bạn. Các bác mà hát karaoke hay là nghe nhạc là 350W là tương đối lớn rồi đấy, chứ không phải là nhỏ đâu. Đấy, giá của nó là 900 một cặp nhé các bác nhá. Giá chưa, đây con này nó không dâu, màng chấm phồng, côn 65.5. Thì là đấy, thì là các bác mà ưng thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0967 450 900 các bác nhé. Em sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác kiểm tra hàng xong thanh toán. Những cái thông số mà em đưa ra thì hoàn toàn là chính xác nhá. Vì là các bác có thể kiểm hàng xong mới phải thanh toán tiền, nên là không có chuyện là em quảng cáo một kiểu mà em gửi cho các bác hàng một kiểu đâu. Riêng em mua bán rất thoải mái, các bác không cần phải gửi thẻ để cọc tiền hay như nào cả. Đấy, anh em mua bán thoải mái, gửi hàng về tận nhà thì mở ra kiểm tra xong mới phải thanh toán tiền. Đấy, hàng có vấn đề gì em vẫn bảo hành cho các bác nhá. Nhưng mà trường hợp giả dụ như nó bị tuột từ này, hay là bong chóc màng, có thực ra nó cái lỗ, những cái lỗ đấy có thể hàng nghìn, hàng 2-3 nghìn con mới có một con bị thôi. Nhưng mà đồ điện tử thì em vẫn phải nói với các bác là nếu như trường hợp đấy xảy ra thì em vẫn tiến hành đổi mới các bác hoàn toàn một chiếc loa mới. Không phải là về em sửa chữa lại đâu, đổi cho các bác một cái loa mới hoàn toàn 100% luôn, em gửi lại các bác. Đấy, còn đâu nếu trường hợp, nhưng mà riêng trường hợp này là em không bảo hành này, ví dụ bị cháy là không bảo hành. Đấy, về em kiểm tra mà loa nó bị cháy do các bác quá công suất, vì loa này của nó là 350-400W chẳng hạn, các bác dùng con mền con đẩy hàng nghìn watt các kéo vào đây thì làm sao mà nó không cháy được, nó cháy ngay đi chị. Nên là trường hợp mà cháy thì em sẽ không bảo hành cho các bác đâu. Còn nếu mà trường hợp mà do lỗi sản xuất, giả dụ như mà nó bị bong chóc rồi là hay là tuột từ hay là như nào đấy, thì bọn em sẽ bảo hành cho các bác nhé. Đó, thì giá của nó là 900 một cặp, giá thì chưa cước đâu, nên là bác nào mà ở xa thì là các bác phải chịu thêm tiền cước nữa nhé.
em gửi hàng về tận nhà kiểm tra xong thanh toán. Đây là dòng bát bát 25, em theo cảm nhận của em làm rất nhiều hãng mẫu loa thì cái bát 25 này nó thực sự là một cái mẫu loa chất âm mà tốt nhất mà em có thể là cảm nhận của em là tốt nhất đấy. Kể cả những cái dòng loa như kiểu em quảng cáo đấy, như kiểu dòng Martin hay là những cái dòng mà gần phải ấy, thì tiếng của nó cũng sáng, mà tiếng của nó bass của nó thì đánh thì rất căng, nhưng mà khi mà mở những cái dòng nhạc như kiểu nhạc vàng á thì tiếng không bao giờ hay bằng những cái dòng mà gần này. Em khẳng định 100% luôn, những cái dòng tiếng này tiếng của nó vẫn là trầm mà tiếng của nó rất là ấm đấy. Còn những cái loa kia nó chỉ phù hợp, nó thật ra nó chỉ phù hợp với những cái dòng như kiểu mình hát nhạc với công suất lớn này, rồi là mình hát những nhạc bốc này, hoặc là nhạc ngói đấy thì là nó mới hay thôi. Chứ còn nếu mà để mà nghe nhạc vàng nó du dương, nó êm đềm, rồi những cái dòng bản nhạc đấy thì thực sự là loa này của nó rất thì của nó là tốt này, thì của nó thể hiện những cái chất âm của nó tốt lắm đấy. Thế nên là ok nhá, thì là em giới thiệu các bác cái mẫu loa này rất là tâm đắc luôn đấy. Đấy thì là bác nào mà mua hàng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0967450900 nhá, trong em gửi hàng về cho các bác. Ok, cảm ơn các bác nhé.